Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu
cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa xưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng
bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là phe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thiên thần Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Vui mừng khi người ta bảo tôi, ta về thăm nhà cha chúng ta. Một ngày trong nhà cha dấu yêu, sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà. Buồn phương ta về đây sánh vai lên thường đưa ta đi lên đền Chúa ta, lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Lên đền đền thánh của người, thật tiếng hát vui lên dần thánh của ngài. Tiếng tiên vương loan truyền hồng ân Thiên Chúa Trời, ta hát mừng tình Thiên Thu Chúa ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha.
cộng đoàn phục vụ thân mến, lời Chúa qua các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa hằng yêu thương, chăm sóc và ban muôn ơn lành dư tràn xuống trên con người. Qua đó mời gọi mỗi người chúng ta luôn tin tưởng, xác tín vào Chúa, đồng thời trở nên những cánh tay nối dài để đem yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia đến cho người khác, nhất là cho những anh chị em còn kém may mắn hơn chúng ta. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu nguyện với những ý chỉ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho linh hồn Maria nhân lễ dỗ 7 năm, linh hồn Vicente Giuse nhân lễ dỗ, linh hồn Joan Bautista và hai linh hồn Giuse. Để lời cầu nguyện và lễ dâng của chúng ta dâng lên xứng đáng được Chúa chấp nhận, giờ đây mỗi người chúng ta hãy thành tâm ăn năn thống hối. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xông phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn từ đầu cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chung tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu thân. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thanh thiên. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải trong qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài Trích Sách Các Vua quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, có một người từ Ba Sa-li-ne mang đến dâng cho Ê-li-xê, người của Thiên Chúa, bánh đầu mùa, 20 chiếc bánh mạch nhe và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói: xin dọn cho dân chúng ăn. Đầy tớ của người trả lời: tôi dọn bấy nhiêu cho 100 người ăn sao? Nhưng người ra lệnh: cứ dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa phán như sau: người ta ăn rồi mà sẽ còn dư, đoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa phán. Đó là lời Chúa. Lạy Thiên Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban trên thế gian hết thảy muôn vàn thoá thuê. Hỡi công trình Chúa, dâng lời ngàn đời tán tạ. Và người chung yêu ngợi ca mừng Chúa tình yêu. Thiên hạ hãy cùng chúc tụng vinh quang nước Chúa, xưng tụng quyền binh thuộc mình Thiên Chúa hiền vinh. Lạy Thiên Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban trên thế gian hết thảy muôn vàn thoá thuê. Nước trong thượng giới muôn loài chờ đợi Chúa Trời, vào giờ chia san của ăn được Chúa rộng ban. Khi nào Chúa Trời nới rộng đôi tay ban phát, muôn loài thọ sinh lại được ăn uống thỏa thuê. Bài Chiết Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa. Tôi khuyên anh em hãy ăn ở sừng đèn với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhường, hiền hậu, nhẫn lại, chịu đựng nhau trong đức ái. Hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hòa thuận làm dây ràng buộc. Chỉ có một thân thể và một tinh thần,
cũng như anh em đã được kêu gọi đến với cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là che hết mọi người, đấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người và ở trong mọi người. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilea, cũng gọi là Tiberia, có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philip-phê, ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philip-phê thưa, 200 bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút. Một trong các môn đệ tên là Andre, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng, ở đây có một bé trai có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người? Chúa Giêsu nói, cứ bảo người ta ngồi xuống, nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ 5.000. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ, hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi. Họ thu lại được 12 thúng đầy bánh vụn, do 5 chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng, thật, ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, nhân loại vẫn đang đói, nhân loại vẫn còn rất nhiều người đang đói khổ chung quanh chúng ta. Trong đó cũng không thiếu những người làm con cái Chúa, cả một đời tin Chúa, đi theo Chúa mà vẫn đói, vẫn khổ. Chứng kiến những hoàn cảnh này thì nhiều người có niềm tin đã khẩn cầu xin Chúa cứu chữa, xin Chúa ra tay. Ngược lại, những anh chị em vô thần đã thốt lên những lời như thế này: tin Chúa làm cái gì? Chúa có ban cơm bánh hàng ngày không? Chúa có ban cho có tiền để thuốc thang khi vợ con ốm đau hay không? Chúa có hiện ra để cho tiền trả nợ hay không? Những câu hỏi đó đụng chạm đến niềm tin, đụng chạm đến một thực tế rằng những người tin theo Chúa vẫn đói, vẫn khổ,
vẫn gặp nhiều gian truân vất vả trong cuộc đời này. Chủ đề chính của các bài đọc hôm nay nói với chúng ta, chính Thiên Chúa sẽ nuôi dưỡng và ban cho con người của ăn dư đầy nếu con người biết tín thác vào Chúa. Trong bài đọc 1, chỉ với 20 chiếc bánh lúa mạch và một ít cốm, Thiên Chúa qua tiên tri Elisa đã nuôi nấng mấy trăm người ăn mà vẫn còn dư dật. Sang đến bài tin mừng, trước sự giới hạn và bất lực của các tông đồ, Chúa Giêsu đã hóa bánh ra nhiều, từ 5 chiếc bánh và 2 con cá để nuôi 5.000 người ăn, không kể đàn bà và con trẻ. Đây là phép lạ của lòng tin. Con người thì bế tắc và không thể, nhưng Thiên Chúa thì có thể. Đối với Ngài, đối với đấng mà như tác giả Thánh Vinh đã nói, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú, lấy gang tay để đo 9 tầng trời, thì những việc còn con đó có đáng là gì? Ngài đã tạo dựng nên muôn loài trong vũ trụ này, vẫn điều khiển để cho vũ trụ hoạt động trong một trật tự nhất định. Tay chỉ lối dặn vầng trăng chuyển vận, tay vẽ đường bảo tinh tú đổi ngôi, thì chuyện chăm sóc và nuôi nấng con người có khó chi? Như vậy, niềm tin vào Thiên Chúa không cho phép chúng ta dừng lại chỉ ở mức độ vật chất, cơm áo gạo tiền hàng ngày, thỏa mãn cái bụng là đủ, nhưng mời gọi chúng ta đi xa hơn, nhìn sâu hơn, hướng đến cái đói khát về phần tinh thần. Vâng, ngày hôm nay Thiên Chúa lúc nào cũng có thể biến ra cơm bánh để lo cho con cái Ngài được no đầy. Nhưng liệu lúc nào Ngài cũng làm như thế có hay không? Có phải là cách tốt nhất cho con người không? Chúng ta thử suy nghĩ thế này. Một đứa con lúc nào cũng được bố mẹ chu cấp cho đầy đủ mà không biết hy sinh, không biết lao động vất vả, chỉ há miệng chờ sung rung, thì liệu những đứa con đó có nên người, có trưởng thành được hay không? Và nếu như một thế giới mà điều gì Thiên Chúa cũng chu cấp cho đầy đủ, con người không phải thiếu thốn điều gì, thì liệu ở đó có còn tình thương, sự quan tâm, sẻ chia giữa người với người nữa hay không? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhân loại vẫn đang trên đường hoàn thiện mình. Con người cũng thế, chỉ có yêu thương, chỉ có sẻ chia, sống quan tâm và hướng về nhau mới làm cho con người ta được lớn lên về mọi mặt. Thiên Chúa, Ngài đã đặt vào mỗi người chúng ta một trái tim thịt mềm, không phải để sống vô cảm, nhưng là để biết cùng chung một nhịp đập, để quan tâm, để chăm sóc, yêu thương cho người khác. Tại một thành phố nọ ở Ấn Độ, có một vị thương gia bận rộn cả một ngày vì công việc áp lực mệt mỏi. Ông vào nhà hàng tự thưởng cho mình một bữa tối thịnh soạn. Khi những món ăn đã được dọn sẵn trên bàn, bất chợt ông nhìn thấy một cậu bé đang nhìn trộm ông qua cửa kính với ánh mắt thèm thuồng. Hình ảnh ấy như có gì làm nhói tim ông. Ông đưa tay vẫy cậu bé, cậu liền bước vội vào. Theo sau cậu là một bé gái nhỏ,
Hai đứa trẻ nhìn chăm chăm vào những đĩa thức ăn còn nóng hổi mà chẳng cần biết người vừa gọi chúng là ai. Vị thương gia bảo chúng cứ tự nhiên mà ăn thỏa thích, không nói không cười. Cả hai ngấu nghiến ăn hết các món ăn trên bàn một cách ngon lành. Vị thương gia im lặng nhìn hai đứa trẻ ăn đắm đuối, và khi chúng rời đi, chúng đã không quên nói lời cảm ơn với ông. Cơn đói trong lòng vị thương gia lúc ấy được xua tan một cách lạ kỳ, kèm theo một cảm giác khó tả đang lâng lâng trong lòng. Mãi một hồi sau, vị thương gia gọi tiếp các món ăn một lần nữa, rồi từ từ thưởng thức. Đến khi gọi thanh toán, nhìn tờ hóa đơn không ghi số tiền mà chỉ có một hàng chữ: thật đáng tiếc, tiệm chúng tôi không in được hóa đơn thanh toán cho tình người. Xin chúc ngài mãi luôn hạnh phúc. Một giọt nước mắt đã rơi từ vị thương gia. Ông quay nhìn người đàn ông đang đứng tại quầy thu ngân, rồi gật đầu mỉm cười. Ông ta đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ: phần chúng ta hãy là những cánh tay nối dài của Thiên Chúa, chính chúng ta cũng hãy đi và làm như vậy. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người chịu đóng đánh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong si ô phi la tô, người chịu cô hình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi sống đời kẻ trên sông lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, phép lạ hóa bánh ra nhiều hướng chúng ta về bàn tiệc thánh thể là manna của thời cánh chung, là hy tế thập giá Chúa Giêsu.
thập giá là quà tặng tình yêu và thánh thể vĩnh cửu hóa tình yêu này. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. Chúa Giêsu cầm lấy bánh và tạ ơn, xin cho các linh mục luôn cử hành thánh lễ cắt sốt sang, để các tín hữu có thể cảm nghiệm được tình yêu và sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi bi tích thân thể mà siêng năng đến với người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chỉ có một Thiên Chúa là che hết mọi người. Xin cho ngày càng có nhiều người nhận biết Thiên Chúa là Cha, biết sống với nhau như anh chị em, để xây dựng thế giới thành một cộng đồng thắm đượm tình Chúa, ấm áp tình người. Xin Chúa nhận lời. Mua đâu được bán cho những người này ăn. Xin cho các tổ chức từ thiện thế giới luôn được sự trợ giúp quang đại của nhiều người, để có thể mang sự trợ giúp xứng hợp đến cho những người gặp khó khăn. Xin Chúa nhận lời. Anh em hãy hết lòng khiêm nhường, hiền hậu, chịu đựng lẫn nhau trong đức ái. Xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ, để những tâm tình của Chúa dần thâm nhập và biến đổi đời sống chúng ta. Xin Chúa nhận lời. Lạy Chúa là Cha nhân hậu, Chúa yêu thương nuôi dưỡng chúng con cả xác hồn. Xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh và quang đại nâng đỡ những anh chị em khổ đau nghèo khó. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giọt lệ nhòa lòng lành khóe mắt, giọt mồ hôi thấm manh ruộng cây. Tương lai cuộc đời dâng Chúa, Chúa ơi, với bao mộng ước sáng như mặt trời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng lên những của lễ Chúa đã rộng ban cho chúng con. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ân sủng dồi dào, để chúng con được thanh hoa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa vạn đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa hơn trên thần trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đương tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Gioan chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin thương nhận tất cả những lời cầu nguyện của mỗi cá nhân chúng con đang hiệp dâng trong thánh lễ hôm nay. Và xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Maria nhân lễ dỗ 7 năm, linh hồn Vicente Giuse nhân lễ dỗ, linh hồn Gioan Bautista, hai linh hồn Giuse mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bảo hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng: Nữ cha chỉ nên ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trương cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa,
thì linh hồn con sẽ lành. Kính mời cộng đoàn quỳ. Lạy Chúa Giêsu, sống tình liên đới và thực hành đức ái với người khác lúc này cần thiết hơn bao giờ hết. Cuộc sống chúng con đang tràn ngập tội ác, đói nghèo, khủng bố, chiến tranh và biết bao sợ hãi lắng lo bủa vây khắp nơi. Giữa biên giới tử biệt sinh ly, cần biết bao một bàn tay, một ánh mắt sẻ chia, một lời kinh, một lời nâng đỡ cũng thật an ủi, dù có khi đầm đìa trong nước mắt. Chúng con được Chúa mời gọi sống có trách nhiệm và liên đới với mọi người chung quanh. Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa hôm nay kể, đang khi các môn đệ muốn thoái thác, không dám nhận lãnh trách nhiệm, giúp đỡ những người đói khát, thì Chúa bảo các ông, các con hãy cho họ ăn. Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Chúa. Chúa là Thiên Chúa tình thương, nên con người tự bản chất là tình thương. Không có tình thương, thế giới không còn là thế giới của con người nữa. Sao chúng con vẫn chối từ sự cảm thông và nâng đỡ anh chị em?
Ý thức về điều này, xin cho con cố gắng trở nên những tông đồ của Chúa, biết liên đới và yêu thương anh chị em, biết tương trợ lẫn nhau, vì tình thương là căn tính, là bản chất của con người Kitô hữu. Biết loại bỏ sự đố kỵ, hận thù, chia rẽ, làm con xa cách anh chị em. Xin cho con biết đặt vào tay Chúa những gì con có, vì Chúa đủ khả năng để nhân lên từ những cái bé nhỏ của con thành hồng ân Chúa. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể để chúng con đời đời tưởng nhớ Đức Giêsu con một Chúa đã chịu cô hình và sống lại hiền vinh. Xin cho bí tích tình yêu người trôi lại dẫn chúng con tới hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con xin cộng đoàn ít phút thôi để con thông báo một số điểm. Thứ nhất, với ân ban đặc biệt của Tòa Thánh, tuần lễ này chúng ta có 2 ngày lãnh ơn toàn xá có thể dành cho các linh hồn nơi luyện ngục. Mình ngồi một tí ạ, xin cộng đoàn ngồi một tí ạ. Thứ nhất, ơn toàn xá nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi. Kể từ khi thành lập ngày Thế giới ông bà và người cao niên vào Chủ nhật thứ 4 tháng 7 hàng năm, Đức Thánh Cha Francisco đã rộng ban ơn toàn xá cho các tín hữu trong ngày này. Để được lãnh ơn toàn xá là giữ các điều kiện thông thường giáo hội đã ra, là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, để cầu nguyện cho ông bà, cho người cao tuổi. Năm nay ngày này được tổ chức vào Chủ nhật 28 tháng 7 năm 2024. Ngoài ra còn phải thực hiện một trong 2 việc tốt đẹp sau đây. Thứ nhất, dành thời gian thích đáng để thăm viếng cách trực tiếp hay gián tiếp như gọi điện, thoại, thăm hỏi những người già yếu, những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn, những người bị bỏ rơi, những người khuyết tật và những người ở trong hoàn cảnh tương tự. Thứ hai, ơn toàn xá cũng được ban cho những ai vì những lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, nhưng hiệp nhất trong lời cầu nguyện và thánh lễ qua các phương tiện truyền thông. Thứ hai, ơn toàn xá viếng nhà thờ. Từ trưa ngày 1 tháng 8 đến nửa đêm ngày 2 tháng 8, ai viếng nhà thờ giáo xứ đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính thì được hưởng một ơn toàn xá, miễn là giữ những điều kiện thông thường của giáo hội. Đây là ơn toàn xá giáo hội chấp nhận theo lời thỉnh cầu của Đức Thánh Cha Francisco khó khăn khi còn sinh của Thánh Francisco khó khăn khi còn sinh thời cho những ai viếng các nhà nguyên của hội dòng. Nay giáo hội đồng ý vào ngày này, những ai viếng nhà thờ giáo xứ mình cũng nhận được ơn toàn xá như vậy. Thứ hai, thông tin khẩn về việc làm căn cước công dân để có tài khoản VNID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Xin quý ông bà anh chị em nhanh chóng liên hệ công an xã để được cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2. Sau thánh lễ ngày hôm nay, sau thánh lễ 2, sẽ có công an xã giúp anh chị em làm tại nhà xứ. Riêng việc cấp căn cước công dân mới, cấp đổi, cấp lại cho ai có nhu cầu sẽ làm tại Ủy ban Nhân dân từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8. Danh sách của những ai chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 được dán ở đầu và cuối nhà thờ. Con xin cảm ơn cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn đứng.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Trong cơn gian nan thiếu thốn, đương đưa đồng trên hiền binh xa.